Hôm nay chặt một quầy chuối về cho bạn đặt hàng nè mấy bạn. Quầy khoảng tầm 4 4 nãy 5 nãy nãy chốt nữa 5. Sáng 14 mấy bạn nào cần chuối về chuối sứ để bói thì đăng ký nha mấy bạn để mình chốt đơn sáng 14 mình giao hàng nha. Quầy chuối về hương này mình chặt về vú 2 bữa, chắc ngày mai hay là ngày mốt gì nó chín đó mấy bạn. Ai ăn ta ăn thì nhanh tay đăng ký nha để mình chốt đơn để dành cho mấy bạn nha. Chắc ngày mai hoặc ngày mốt chín á. Đây là một bị mãng cầu nem mấy bạn. Đây là nem mình đó, chứ không phải nem Thái đâu mấy bạn. Đây là quế nem mình nè. Đây cũng có một bị cà dĩa bắp cồi nữa mấy bạn. Cũng quê bạn nào dặn mà mình quên rồi, bữa nay có cà dĩa hoặc có ăn thì mấy bạn nhanh tay đăng ký nha. Mình sẽ để dành lại cho. Hôm nay được bê bó đậu đũa mấy bạn. Bạn nào có ăn thì nhanh tay đăng ký nha, mình sẽ chốt đơn để dành lại cho. Hôm nay có một trái bắp chuối nha mấy bạn, mình sẽ hái trái bắp chuối này. Đây là ớt xiêm núi mấy bạn. Ớt xiêm núi, ớt chim ỉa hả? Bữa nay hết sợ anh ạ. À. Bữa nay có mía tím nữa nha mấy bạn, có mấy cây mía tím nữa. Bữa nay mình cũng chặt mấy cây mía mây nhiều luôn. Mà cộng thêm mấy cây mía tím, có cho bạn hàng hỏi mía tím cho nên là mình chặt thêm mía tím nữa. Bạn nào ăn thì nhanh tay đăng ký nha. Rồi mình sẽ để dành mình ship tận nhà cho. Còn chiều nay còn có nhiêu đây kè nữa mấy bạn. Còn bắp xèo thì mình lấy mình giao cho bạn hàng hồi chiều hết rồi. Còn ngày mai bạn nào có ăn thì nhanh tay đăng ký nha. Rồi mình sẽ hồi chiều chắc giao cũng 5-6 kg gì đó, cho bạn hàng giao xong rồi. Mình có rất là nhiều mi non, do không lên chợ cho nên là mi non rất là nhiều. Mấy bạn khỏi lo thiếu, chỉ cần đăng ký hoặc nhắn tin gọi điện Zalo rồi gì cho mình là sẽ được ship tận nơi. Không phải lo thiếu nguồn lấy mi non đâu mấy bạn. Do không có lên chợ cho nên mi non nó nhiều lắm. Mấy bạn thấy cây ớt cảnh nhà mình bây giờ nó ra trái đẹp không? Mới bắt đầu ra mấy bạn. Còn đây là húng lũi tơ nè mấy bạn, quế đẹp luôn. Ai có ăn thì nhắn tin cho mình nha. Đây 5.000 một bó mồng tơi, mình sẽ ship tận nhà cho. Rau dền đỏ, có một bó rau dền đỏ. Rau sam ngon bổ rỉ, sam ở vườn nhà nè mấy bạn. Đây là y trắng mấy bạn, bây giờ mình cắt một ít. Mấy bạn có ăn rau lan á thì đăng ký nha. Đây mấy quẻ bí đỏ mấy bạn. Đây là bị mồng to với rau dền đỏ mấy bạn. Rau nhớt, rau mồng to, dền đỏ, ba loại.